mà xin kính chào các bạn đã đến với video của em ha kênh hàng nhật bãi thì em chuyên cắt những mặt hàng nội địa nhật như bếp ga bên nồi cơm văn ha thì cái nồi các bác đang xem là nồi tiger nách nó là nồi một lít cơ công nghệ là cao tầng ih áp sức hai bi có ngoại là nấu cơm cháy rất là ngon thì địa chỉ cửa hàng em đang bán đó là bình chánh thành phố hồ chí minh các bác ở gần khu vực thì ghé qua xem lựa hàng và giúp em ha đầu video xin chúc các bác được xem video là một năm mới phát tài phát lộc tiền vô như nước đó thì nồi mình là màn hình led ha đó rất là đẹp luôn hiển thị rõ ràng hay các bác dễ dàng sử dụng nồi thành thức rất là đẹp Nhưng các bác mới tin mới can luôn đó nồi màu xám màu xám xi măng này cũng rất là ok màu này rất được các bác ưa chuộng luôn rất là đẹp này nồi của mình là sản xuất 2017 cho em ha này, 2017 là thông số của nó là 1200w chuẩn nhật điện 100 như vậy sàn 110 vẫn được thì các bác muốn xem nó xem kỹ kỹ với em ha rồi chỗ nào mình thấy không gỡ mình sẽ đi sao lại mình xem đó là màn hình led nè nó không bên sáng đèn có hẹn giờ có chỉnh nhiệt độ Vì nồi đó là một lít nó sử dụng cái đình mình bốn năm người Vì nồi cũng rất là đẹp nha các bác đây các bác xem gần giúp em ha cái mã nè gb phong khoảng cách a nè đó tiger hiệu là con cọp nè coi tắt lon cọp nhưng mà nồi rất là đẹp đó ngoại hình là ok ha 9 trên 10 vào lòng trong thì cũng không bao giờ để làm các bác thất vọng thì nồi nhật cơm ngon ha thì mà cái lòng cái ngon rất là đẹp nè bi cùng trắng sáng nè em test thì còn còn nước nè nè em test ok chơi ngon lành cành đào cho các bác hết rồi đây 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 là cái uh, gon của nó rất là xanh mềm dẻo đây các bác xem cầu hộ của em xem kỹ giúp em thì những mặt hàng em bán đều có quay chi tiết rõ ràng hết thì hình ảnh video thì nó sắc nét thì nó uh, chân thật nhất nha còn hình ảnh thì nó nó không thể nào qua được đâu hình ảnh thế nào lắm đây cái son sần thì đẹp không thì vết son của mình là mùa một lớp nha các bác đây các bác thấy số 11 một không đó là son của mình là mùa một lớp đó đẹp ống ánh luôn ha mới can luôn gần son rất là dài dặn nặng tốt thì các bác mua hàng thì các bác xem kỹ giúp em những mặt hàng nội điện nhật sử dụng điện 100W không sử dụng được 220V nha các lưu ý giúp em thì nồi em test ok này bên trong thành đồng rất là đẹp thì nội nhật nấu công nghệ bằng cao tầng thì cơm rất là ngon rồi nên có thêm áp sức thì nó sẽ nấu nướng rồi một số chức năng nữa thì cơm nó à, được chất lượng thì à, có công nghệ 2 bi thì nó đẹp đỉnh cái dòng tiger này em bảo đảm là nó bền nhất trong những cái hãng dòng nồi cơm à, cơm lại ngon mà chất lượng thì ra em cấm điện hay về các bác bấm nút này cho nấu cho em nè đó thì nấu nhanh là 28 phút nè đó nấu nhanh 28 phút không nấu tắt này tại vì em test nên phải nấu nhanh cho nó mau còn nấu bình thường này cơm trắng và cháy bấm nút này với em là nấu cơm có cháy ha đó thì cứ nồi nhật nấu cơm cháy rồi tay thì nó chiên nấu cơm cháy hạt cơm mình nấu là nở đều thơm ngon với nước cơm cháy vàng giòn ngon lắm thì là mình nấu mình tắt lúc này lúc này nấu thì em sẽ chỉnh những giờ chỉnh đồ lại cho các bác và những bác sẽ có video riêng khi các bác nhận được hàng thì nồi hình thức rất là đẹp nha bác 9 trên 10 luôn em bảo đảm là mới can luôn đẹp lắm từ trong ra ngoài thì nồi của mình đó là nồi một lít cao tầng IH áp sức 2 bi có công nghệ là nấu cơm cháy rất là ngon son sằng 11 lớp màn hình led nha thì cái nồi mà son cái dòng tay gơ mà sáng gớm mà để mà có 11 lớp thì là nó là nó cao nhất rồi đó là là nó xịn sò nhất đó các bác là mùa một, một lớp và nó có công nghệ là màn hình led cho nên là giá nồi này em đang để với dây các bác là giá yêu thương luôn đó là hai triệu tư đúng hai triệu tư em mới bán nha thì một giá thì mua hàng cọc cho em 200 còn 2 triệu 2, 2 và tiền ship chuyển đủ thì em bao ship cho mình thì đỡ tốn cái phí code em trả tiền ship nó cũng nhẹ mà các bác thì cũng được em bao ship cho mình thì em đang bán ở thành phố Hồ Chí Minh địa chỉ Bình Chánh thì các bác ở gần thì qua ủng hộ em chân thành cảm ơn xem được video thì mong rằng các bác nhấn đăng ký kênh và nhấn nút like ủng hộ em thì bác nào xem kênh nhấn nút like giúp đăng ký thì được video này và xem được video này nhấn nút like nhấn đăng ký em chúc các bác được được năm mới là tràn đầy hạnh phúc thành công trong công việc tiền tài uh, uh, vô như nước đó đó đầu năm cuối năm đều thuận lợi sự bồm xuôi gió con cái gia đình gia đạo thuận hòa trên hòa dưới thuận rồi cảm ơn chân thành các bác chân thành các bác đã theo dõi và xem video của em em chân thành cảm ơn